Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng ta đang có mặt trên con đường Dương Bá Tra thuộc quận 8 Sài Gòn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời quý vị và các bạn chúng ta cập nhật một dòng ở tại quận 8. Thời tiết ở Sài Gòn trong những ngày gần đây rất là nóng luôn anh chị. Nhiệt độ phải nói là khoảng từ 10 giờ sáng thôi cho đến 3-4 giờ chiều thì nhiệt độ tăng rất cao, từ 34-35 độ C cho đến 37-38 độ C luôn. Và con đường Dương Bá Trạc này bên phía tay trái màn hình của chúng ta là phường 1 quận 8, bên phía tay phải là phường 2 quận 8 quý vị. Tình hình kinh tế Sài Gòn hiện nay chúng ta đang thấy vẫn còn nhiều cái mảnh đời rất là khó khăn. Người ta kinh doanh buôn bán phải nói bất cứ một ngành nghề nào để mà kiếm cơm áo gạo tiền mỗi ngày anh chị. Đó, đây là một hình ảnh phải nói bán trái cây nè, bán hoa quả trái cây trên vỉa hè. Cuộc sống của người Sài Gòn chịu rất nhiều khó khăn, áp lực cuộc sống mưu sinh mỗi ngày, chi phí trang trải đời sống ở thành phố nó cao hơn nhiều lần so với ở dưới quê. Đã có rất nhiều người đành quay trở về quê để mà đảm bảo được cái cuộc sống đỡ áp lực. Tuy nhiên thì đâu đó cũng còn rất là nhiều người cũng bám trụ lại ở Sài Gòn này. Và để bắt đầu video trong buổi sáng ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an. Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe và chúng ta có những cái khoảng thời gian chịu áp lực của cuộc sống quá lớn như hiện nay anh chị. Con đường Dương Bá Trạc này phải nói cũng có rất nhiều mặt bằng đóng cửa cho thuê ở đây, và dường như hàng quán mở cửa cũng cảm thấy vắng lặng lắm. Bây giờ cũng chỉ hơn 10 giờ sáng mà thôi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ mời toàn thể cô chú anh chị và các bạn chúng ta lang thang lòng vòng ở tại quận 8 Sài Gòn anh chị. Đó, hàng quán buôn bán cảm thấy nó hơi ảm đạm một chút. Mặt bằng thì trên con đường này nhìn chung cũng khoảng tầm 4-5 mặt bằng đóng cửa cho thuê mà thôi. Đó anh chị, bán trái cây, bán cơm, bánh bò có tốt. Điện máy xanh, thế giới di động. Ế ẩm mở cửa, kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ nặng nề luôn. Phải nói quận 8 của Sài Gòn nó giống như những cái quận như là quận Tân Phú nè, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, quận 12, Gò Vấp. Đó là những cái quận mà phải nói tình hình cuộc sống của người dân ở cái mức là thấp hơn. Có nghĩa là người dân tập trung về đây để mà sinh sống, lao động là chính. Đó. Nước mía 10k, cam vắt 10, 15, 20k. Điện máy xanh, thế giới di động. Phải nói điện máy xanh, thế giới di động cũng đóng cửa, sa thải hàng ngàn nhân viên. Đóng cửa là vì người ta hoạt động không mang lại hiệu quả cao, buộc phải thu hẹp lại bớt những cái chuỗi cửa hàng cung ứng về hàng hóa. Ngay cả điểm bán lẻ Bách Hóa Xanh cũng vậy, cũng phải thu hẹp bớt cái phạm vi hoạt động kinh doanh lại, giảm chi phí thuê mặt bằng, giảm chi phí mướn nhân công.
Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh. Thế giới di động thì bây giờ cạnh tranh cũng rất là khốc liệt trong cái chuỗi cung ứng về điện tử, viễn thông, đặc biệt là cung ứng về điện thoại di động anh chị. Đó, xe cứu thương. Nhắc đến những loại xe ưu tiên ở tại Sài Gòn, xe cứu hỏa là số 1, xe cứu thương xếp thứ 3 cơ. Nhưng mà phải nói để mà di chuyển thuận lợi trong khung giờ cao điểm ở tại Sài Gòn của chúng ta thì phải nói để mà di chuyển được trong cái khung giờ cao điểm với đường phố Sài Gòn chật hẹp như thế này thì không hề đơn giản anh chị. Cứu thương, cứu hỏa. Ở phía trước màn hình của chúng ta đó là cầu Kinh Sáng anh chị nha. Cầu Kinh Sáng kết nối giữa quận 8 qua bên kia là huyện Bình Chánh rồi. Đó. Hôm nay kính mời quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng ở tại quận 8 thôi. Chúng ta sẽ thấy được hai mặt đối lập của cuộc sống của Sài Gòn. Đối lập thật sự luôn anh chị. Đó. Thấy không? Dòng Kinh Sáng, dòng Kinh Tẻ. Đó anh chị, nhà lụp xụp rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ nhìn thấy được hai cái mặt đối lập giữa giàu và nghèo. Nghèo thì phải nói nghèo rất mồng tơi, giàu thì giàu nước vách đổ tường, tiền xài không hết. Đó, buôn bán dừa đông lạnh nè anh chị. Đó, ở phía trước màn hình của chúng ta đó là Bùng Binh Trung Sơn, huyện Bình Chánh anh chị. Nói Bình Chánh thì nghe có vẻ đâu đó nó hơi xa vời, nhưng mà thật sự nó tiếp giáp với quận 8, quận 7 chứ không phải là quá xa đâu. 2-3 cây số đã vào quận 1, quận 5, quận 10 rồi. Vòng xoay Trung Sơn, nhà hàng, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ ở tại khu Trung Sơn này cũng rất nhiều. Nhưng mà phải nói chịu một cái cảnh rất là khó khăn trong thời gian vừa qua. Biết bao nhiêu nhà nghỉ, biết bao nhiêu nhà hàng cũng lâm vào một cái cảnh phải đóng cửa, dẹp tiệm. Đó, lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường như thế này. Nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, buôn bán. Đó anh chị, thì mình sẽ rẽ vào con đường này. Khu đây là phải nói sớm nghèo, sớm nghèo rất mồng tơi. Còn đây chúng ta có thể thấy được những căn nhà liêu xiêu, những căn nhà nhỏ bé của người lao động nghèo ở tỉnh lên Sài Gòn. Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì vô đây là gọi là ấp luôn rồi. Lâu lâu vào con đường này nhiều khi đi lạc luôn, không biết đi cái hướng nào. Ban ngày thì cũng đi được anh chị, buổi tối thì chịu thua. Buổi tối không biết đi, nó khó đi lắm. Đó, sân bóng đá mini nè, khu dân cư Trung Sơn nè, Bình Hưng, Bình Chánh nè anh chị. Đó, vô đây bắt đầu thấy nhiều nhà ta xây lại cũng đẹp rồi, nhưng mà cũng còn nhiều căn nhà lụp xụp liêu xiêu, giống như người ta ở tạm bợ, người ta không muốn sửa lại xây lại, và đất ở đây chưa biết là có giấy tờ hợp lệ hay không để mà xây nhà nữa. Đó, nhà thì cũng rách nát rất là nhiều, những hàng rào kẽm B40 rồi những cái tấm tôn. Vào bên trong này thì phải nói nhiều nhà lụp xụp lắm. Sống trọ trong đây
trong đây có những cái xóm trọ nó rất là cũ kỹ luôn anh chị. Đó. Trời ơi. Đây có sân bóng đá nè, cỏ nhân tạo nè. Mini thôi, sân mini thôi. Buổi tối thuê mướn đây không có giờ trống đâu anh chị. Nhìn có vẻ nó hơi như thế nào đó anh chị. Vào sân bóng đá nè. Hẻm C19 đường số 9. Khu dân cư Trung Sơn Bình Chánh. Những sân bóng này buổi tối là chật kín luôn á, chật kín khách thuê đá banh luôn. Sài Gòn bây giờ tìm những mảnh đất trống để mà mở sân bóng đá, sân thể thao cho người dân là cũng không dễ đâu anh chị. Đó, thấy không? Vào đây chúng ta có cảm giác như đang đi về vùng nông thôn miền quê nào đó vậy đó. Tới đây chắc rẽ tay trái thôi chứ còn không biết đi thế nào. Phòng trọ thì cũng đơn giản thôi, giá tầm 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu một tháng, phòng lớn. Ở Bình Chánh là vậy thôi, quận 8 cũng vậy. Này quẹo ở đâu đây? Nhiều con hẻm quẹo mà không biết là nó sẽ đi về đâu. Cuộc sống đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận đến cái số phận. Mỗi người một số phận. Tất nhiên ai cũng phải lao động và cố gắng. Ồ, trong này phải nói đất còn rộng bao la luôn á cô chú anh chị. Bình Hưng, Bình Chánh nè, giáp quận 8 nè. Thật sự con đường này mà buổi tối khoảng 10 giờ đêm chắc có lẽ cũng không dám đi một mình. Biết đâu đi giữa đường có ai ra chặn xe thì sao, đúng không? Trời ơi, vắng vắng quá, vắng lặng quá đi. Đây có thể nói là xóm nghèo giữa lòng Sài Gòn nè. Xóm nghèo giữa lòng Sài Gòn. Buổi tối đây chắc có lẽ nó cũng có điện đó, nhưng mà cảm thấy nó hoang vắng quá đi quý vị. Nhà ở rất là lụp sụp rồi, hẻo lánh quá. Hôm nay chủ yếu là mời quý vị và các bạn chúng ta đi thực tế để nhìn thấy cái cuộc sống nó như thế nào. Wow, khu này rác rồi quá trời, giống như cái bãi rác anh chị. Trời ơi, wow, đây một cái bãi rác luôn nè anh chị, thấy không? Đó, bên trong là một cái bãi rác luôn nè. Này, trời ơi. Đúng là sống nghèo rớt mồng tơi luôn rồi anh chị. Ban ngày thì chúng ta cũng biết cái hướng để mà đi, chứ còn buổi tối thì không biết được cái hướng đi đâu. Vắng nhà quá, nhà thưa thớt quá. Sao?
đường này nó xấu quá, đá không à, lổm chổm lụp sụp. Nhà anh chị, nhà ở giống như là ở tạm mà thôi. Lụp sụp ở tạm mà thôi anh chị. Giống như là ở dưới quê vậy đó. Wow, trời ơi, đường này xấu quá trời luôn. Đá gồ ghề quá. Trời ơi. Bán gì đây? Chè cháo này nè. Trời ơi, sao mà nhìn nó te tua tơi tả nè chị. Rác không à. Này đúng là xóm nghèo luôn à. Quá trời rác luôn. Wow, rác thải quá trời luôn chị. Đó, thấy không? Nhìn ớn hồn luôn á. Lụp sụp nè. Người ta quen với cái cuộc sống lao động. Trời ơi đó. Nhà trọ. Quá trời rác luôn. Để chúng ta tiếp tục đi quý vị. Đó, những cái nhà lưu siêu này anh chị thấy không? Nhà trọ này. Đó, khu nhà trọ lưu siêu như này. Đó là xóm nghèo Sài Gòn. Thật ra đây đất trống còn rất là nhiều luôn nha. Đường này chỉ là những con đường đá thôi. Đường đá này buổi tối đi nó hơi khó đi. Đây hả? Trời ơi. Người ta đốt cháy đến nỗi là cái hàng rào mà nó cháy luôn cả cái tôn luôn mà. Khu đây thì ngày xưa là ao rừng lúa ruộng không anh chị. Đó. Bên trong anh chị thấy không? Nói đúng là sống nghèo giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Trời ơi. Có lẽ là người ta sống ở đâu thì nó cũng quen đó thôi. Lối này đi về bên cái hẻm nào mình cũng chưa biết nữa. Thử đi vào coi thử có lối đi không nha. Chưa biết nó sẽ đi vào đâu. Thấy có đường thì đi thôi chứ còn chưa biết đi vào đâu chị. À, này khu nhà trọ thôi đó, chứ không có đường đi. Hẻm cục rồi. Đây người ta đốt đồ mũ đồ nhựa nó sẽ hôi quá. Đi thẳng con đường này chắc ra đâu bên khu Tạ Quang Bửu đó, về hướng của Tạ Quang Bửu. Đi hay đi về quê luôn anh chị, thấy không? Nhà cửa nè. Thấy giống như là... À, phía trước có cái cầu nè. Cái cầu sắt nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi. Đây, cái cầu nhỏ này anh chị. Xe máy đi thôi chứ còn... Đó, thấy không?
Đi qua cầu này chúng ta cứ ngỡ như là đi về các cái tỉnh miền Tây Nam Bộ vậy đó. Có những cây cầu khỉ ngày xưa đó anh chị. Mười một, mười hai giờ đêm mà đi vào những con đường như thế này thì dễ bị trộm cướp. Đó, nhà thì cũng vách tôn rỉ sét. Hôm nay mời anh chị đi một vòng ở tại xóm nghèo gọi là Rớt Mồng Tơi ở quận 8 ở Sài Gòn, để chúng ta thấy được cái cuộc sống của Sài Gòn nó như thế nào. Đây là đi ra ngoài đường Phạm Hùng nè anh chị, thì thẳng ra đường Phạm Hùng luôn. Ở đây thì có những cái nhà kho người ta xây để làm nhà kho nè. Ồ, rác quá trời luôn anh chị. Này, nguyên cái bãi rác mà ha. Nguyên cái bãi rác to đùng mà. Rồi rẽ vào đây để đi về đường Cao Lỗ, xóm Diều, Đồng Diều ngày xưa nè. Ngày xưa nhớ đạp xe đạp vô đây thả diều, đồng lúa không anh chị. Bây giờ thì nhà cửa rồi, căn hộ chung cư cũng bắt đầu xây lên ở đây. Trời ơi, xe hơi rồi đậu đây ngoài đường luôn, bụi bặm nó bám. Con đường này phải đổ nhựa để nó giảm bớt cái bụi á, chứ nếu không thì bụi nó bay rất là ô nhiễm môi trường. Ấp 4A Bình Hưng Bình Chánh. Nhà trọ tiện nghi. Khu này thì xây nhà trọ dành cho sinh viên của trường cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn nè anh chị. Ở đây có cái trường nè, cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn. Khu này thì ok rồi, nhà cửa đẹp sầm uất. Có những căn hộ chung cư phía trước luôn kìa. Cao Lỗ, phường 4, quận 8, cô chú anh chị các bạn. Đó, bước ra mặt tiền thì thấy nhà cửa đẹp. Chạy ra sau lưng thì bắt đầu lụp sụp, hai mảnh đời đối lập nhau. Ở đây có chung cư Tobas City. Để ở hạng trung thôi, dành cho người có thu nhập trung bình. Tobas City, Cao Lỗ, phường 4, quận 8 anh chị. Đi thẳng là về bên bệnh viện quận 8 luôn. Đó, bên tay trái nè anh chị, trường đại học công nghệ gì đây, trường đại học công nghệ Sài Gòn anh chị. Bên tay trái nè, trường đại học công nghệ Sài Gòn. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.